chóng mặt không ạ? Chóng mặt phải không? Em tự làm luôn đấy. Lại cho tất cả những gì trong niềm vui của Trúc Lâm và Trúc Linh. Cảm ơn anh rất nhiều. Em tưởng tượng như em đang nghe Radio Bossa. Đã quá. Em tưởng xin em nghe ngang ngang nghe mừng Giáng sinh gì. Đời chỉ có bấy nhiêu, chơi rồi mới biết cuộc đời ra sao. Hay quá. Thôi đi xuống đi chứ hả. Trúc Linh đem lại cho ta, ta càng ngắm nghía Trúc Linh sái ngã. Ok, đành bài hát răng... nữa quý vị ơi. Em đáp lại danh một câu nha. Đành rằng máu chảy về tim, không ngăn được nổi cánh chim giang hồ. Trời sớm dễ sợ luôn vậy đó. Giang hồ bãi khắp bốn phương, dù chim em tung cánh anh dẫn bay về trời. Trời ơi, thôi em thua. Em thua rồi, Alright. Come on, quý vị.
Đừng đáng quá.